chương 2499, tiểu nhược thụ vs lão tài xế 56. Chỉ thấy thiên kiếp rơi xuống phương hướng, không phải tại Lạc Hà Sơn, mà là sát vách Bạch Hồng Sơn. Lần này hầu như tất cả mọi người trừng lớn hai mắt không thể tin được. Bạch Hồng Sơn cái kia môn phái nhỏ, lại có người có thể phi thăng thành tiên. Đi, đi Bạch Hồng Sơn nhìn một chút. Không biết là ai nói một tiếng, hầu như tất cả mọi người khẩn cấp hướng phía Bạch Hồng Sơn chào lên đi. Lúc này, ngã ngồi tại Lưu Ly li Phong phía dưới Bạch Hồng trưởng môn, bị sợ giật mình. Sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm. "Ta không có thật hy vọng ngươi bị trời phạt a, à. ngươi thành quỷ cũng chớ có trách ta a." À. Hắn một cái xoay người, nhanh như chớp chạy mau. Thiên kiếp uy lực quá lớn, coi như là tại Lưu Ly li Phong phía dưới, hắn cũng cảm giác được uy áp khủng bố, vẫn là sớm đi tốt nhất. Lưu Ly li Phong bên trên, Thiên Kiếp đáp xuống trước đó, chỉ hề đang ngồi ở cánh cửa dưới cây viết nàng cái kia bản không có viết xong sách chứng kiến thiên kiếp rơi xuống, chỉ hề ngẩng đầu, thả ra trong tay sách cùng bút. Nàng đầu tiên là thần sắc kinh ngạc, ngay sau đó, một cái nụ cười sáng rỡ chậm rãi tại khóe miệng nàng bên tràn đầy mở ra. Nàng vốn cho là thương lăng từ người tu thành tiên, chỉ ít yêu cầu 20 năm, nhưng hôm nay, vừa mới qua 5 năm, thương lăng bất quá 10 tuổi. Hắn cũng đã phi thăng. Nàng vẫn là, đánh giá quá thấp hắn, đánh giá thấp hắn thiên phú và hắn nỗ lực mười tuổi liền thành tiên dạng này thiên phú chẳng những hội hù chết người phàm ngay cả tiên giới cũng phải cần khiếp sơ a à. dùng một cái như vậy oanh oanh liệt liệt phương thức gõ tiên giới đại môn trừ thương lăng không có người khác có thể làm được trách không được mấy ngày hôm trước hắn nói cấp cho chính mình một kinh hì nguyên lai hắn đã làm tốt chuẩn bị chỉ là chỉ hề cười khẽ thành tiên là bước đầu tiên muốn đuổi kịp nàng hắn đường còn dài mà oanh thành tiên ba lượt thiên kiếp thành thần chín lượt thiên kiếp đây là lượt thiên kiếp thứ hai chỉ hề đứng lên hướng phía thương lăng vị trí chỗ ở đi tới chỉ thấy lưu ly li phong đỉnh phong phía trên một cái kiên nghị bóng lưng đứng ở nơi đó vận lên tu vi đi chống cự cái này bổ xuống thiên kiếp dường như cảm giác được có người sau lưng thương lăng chậm rãi xoay người lại hắn câu dẫn ra khóe môi đối lấy chỉ hề mỉm cười thiên kiếp dưới hắn sợi tóc có chút lộn xộn lại tia không ảnh hưởng chút nào hắn bình tĩnh chấn định khí chất cái này ba lượt thiên kiếp hắn nâng lên đến cũng không cật lực. Nói cách khác, hắn tu vi rất vững chắc, chỉ hề hồi hắn một cái buông lỏng tinh thần nụ cười. Lúc này toàn bộ tu tiên giới đều đã vọt tới Bạch Hồng Sơn. Một nhóm lớn rậm rạp người đến tập kích thời điểm Bạch Hồng trưởng môn là mộng bức. Hắn vẫn còn ở cầu nguyện thương lăng không nên bị bổ đến quá khó coi. Ngàn vạn lần không nên, hắn không nên nói ác như vậy lời nói. Gì? bạch hồng trưởng môn ngươi tại sao lại ở chỗ này độ kiếp không phải ngươi a à, độ độ kiếp bạch hồng trưởng môn như trước mộng bức thiên kiếp a à, đây là phi thăng thành tiên ba lượt thiên kiếp a à. qua liền thành tiên thành thành tiên không phải bị trời phạt sao bạch hồng trưởng môn vẫn mộng bức không phải ngươi đó là ai a à, thương lăng ngươi gạt ta hắn mới 10 tuổi cho nên chắc là ngươi gạt ta hắn tại bị trời phạt không phải độ kiếp một đám người hướng phía lưu ly phong phương hướng chạy như bay. Bay đến lưu ly phong lúc trước sau khi lượt thiên kiếp thứ ba vừa may đánh xuống. Oanh, trên bầu trời, sấm chớp rền vang. Một mảnh âm trầm, dường như muốn đem thế gian thôn phệ đồng dạng. Một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc liền mang theo tất cả mọi người tâm đều đi theo chấn lên tới. Cành 2500, tiểu nhược thụ versus lão tài xế 57 lượt thiên kiếp thứ ba kết thúc. Nồng đậm mây đen dần dần tản ra. Đây là qua, vẫn là chết. Tất cả mọi người tâm đều cuồng loạn lên, người chứng kiến kết quả cuối cùng sinh ra. Đây chính là Phi Thăng A, chỉ thấy mây đen tàn mất sau đó, sáng sủa bầu trời lại xuất hiện trong mắt thế nhân. Trên bầu trời, bỗng nhiên phủ lên một đạo cầu vồng bảy màu. Cầu vồng bảy màu như một cái cầu từ lưu ly phong dẫn tới vô tận bầu trời xanh phía trên. Ngay tại lúc đó, hai con tiên hạc từ bầu trời xanh phía trên bay xuống, như là đang nghênh tiếp người nào tiên linh khí đầy tràn bầu trời thải sắc quang mang không ngừng phiêu tán cái kia xa hoa tràng diện kinh ngạc đến ngây người vô số quần chúng qua thành tiên không biết ai hô một tiếng toàn bộ lưu ly li phong hạ sôi trào bọn hắn chứng kiến phi thăng toàn bộ quá trình nhưng vào lúc này lau một cái bạch sắc cái bóng chậm rãi từ lưu ly li phong thượng bay lên hắn bước lên cầu vồng bảy màu tại một đường đi lên trên bay lên thương lang thực sự là thương lang quá tuấn tú còn trẻ như vậy hắn thật thành tiên trước đó làm sao nghe nói hắn còn muốn tới tham gia luận võ đại hội kia mà người điên ư người ta một cái tiên người cái này phá luận võ đại hội ai muốn tham gia nghe nói như thế bạch hồng trưởng môn trên mặt xanh một trận tử một hồi nhưng cái này là quá bình thường sự tình bao nhiêu người đều là tham gia nhiều lần liền làm một lần so một lần tốt ai biết thương lăng đã xa xa áp đảo tu tiên giới phía trên làm hại hắn mất công lo lắng một phen ngay tại tất cả mọi người hoan hô không thôi thời điểm một đạo không hài hòa thanh âm ở trong đám người phát ra hắn có thể thành tiên toàn dựa vào hắn nữ nhân kia a à. nữ nhân kia có nhiều như vậy tiên bảo vừa ra tay liền để toàn bộ đấu trường chớ lên tiếng khẳng định không phải người phàm một cái dựa vào nữ nhân ăn bám có cái gì tốt kích động đúng vậy a à, phải thay đổi làm là ta có một cái như vậy chỗ dựa vững chắc ta khẳng định một năm cũng không cần trực tiếp thành tiên xem thương lăng cái dạng kia nhất định là an tiên đan thành tiên. Nói những lời này, tất cả đều là chân võ sơn người. Năm đó bị thương lăng trước mặt cự tiệt sau đó, bọn hắn vẫn ghi hận trong lòng. Làm sao trong hành động giáo huấn không hắn, chỉ có thể nhường hắn có tiếng xấu, không ngốc đầu lên được. Thanh âm này vừa ra, tất cả mọi người nghị luận. Thường lăng 10 tuổi thành tiên, quả thực quá khoa trương, nhưng nếu như là bên cạnh hắn mỹ nhân kia xuất thủ. Vậy thì có thể lý giải. Nhưng vào lúc này hét thảm một tiếng từ trong đám người truyền đến chỉ thấy từng cái chân võ sơn đệ tử như là bị vô hình sợi dây treo ngược lên một dạng treo đến giữa không trung không ngừng dãy rủa buông ra là ai người cứu mạng a à, hù chết ta mau buông a à. đừng a à, ta rất sợ hãi một cái hai cái một mảng lớn chân võ sơn từ trên xuống dưới sở hữu đệ tử trưởng lão trường lão trưởng môn tại toàn bộ tu tiên giới trước mặt toàn bộ treo ngược lên nhưng vào lúc này chỉ hề thân ảnh chậm rãi ở giữa không trung ngưng tụ thành các ngươi vừa mới nói vui vẻ như vậy, lúc này làm sao không nói tiếp? Vì để các ngươi thanh âm bị nhiều người hơn nghe được, ta cố ý cho các ngươi chọn một địa vị cao đưa. Diễn thuyết muốn đứng cao, lúc này mới có thể thanh thế to lớn, tới tới tới, nói, tiếp tục nói. Chỉ hề nói xong khẽ cười, "Tha mạng a, chúng ta biết sai, thả chúng ta hạ xuống a, ta rất sợ hạ a, trưởng môn người cứu mạng a." Chỉ hề cười chỉ chỉ chân võ trưởng môn nói các ngươi nói là hắn A, đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Linh 2501 Tiểu Nhược Thủ vs. Lão Tài Xế 58 Nàng một ngón tay, chân võ trưởng môn lại lên cao nửa đoạn, đặc biệt dễ thấy, càng thêm mất mặt. Nàng đã sớm giống như giáo huấn những người này, nhưng nàng sợ ảnh hưởng thương lăng. Bây giờ tốt, nàng và thương lăng lập tức sẽ ly khai bọn hắn không phải sĩ diện sao cái kia nàng liền trực tiếp đem bọn họ mặt mũi toàn bộ treo ngược lên chứng kiến chân võ sơn đệ từ tất cả đều bị treo ngược lên chật vật không được phía dưới người một chút không ngừng được lớn tiếng cười vang đứng lên đối mặt sở hữu tiếng cười nhạo tiếng chất vấn còn có những cái kia lời khó nghe nói chân võ sơn người từng cái khuôn mặt căng cùng cà chua một dạng nhưng vào lúc này một cái tiết trắng thân ảnh chậm rãi rớt xuống ở sau lưng nàng từ phía sau nàng dắt tay nàng. Chỉ hề vừa quay đầu lại, liền chứng kiến đi mà quay lại Thương Lăng. Chúng ta đi thôi." Chỉ hề gật đầu, theo Thương Lăng một đường theo cầu vồng bảy màu bay lên. Nhìn lấy bọn hắn ly khai bóng lưng, phía dưới tất cả mọi người vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Bóng lưng này nhìn rất ngon mắt a. À. Bọn hắn dáng dấp cũng rất đẹp mắt a, à. thực sự là hâm mộ chết ta. Nếu có một người như vậy cũng bằng lòng cùng ta trưởng thành, cùng ta kinh lịch hưng suy vinh nhục cái kia được nhiều tốt mỹ nhân kia sẽ không lão thế nhưng thương lăng tại lớn lên bây giờ bọn hắn bóng lưng nhìn đã rất xứng các loại chờ thương lăng lớn hơn chút nữa hội càng xứng a à, tiêu thắt bọn hắn ly khai cầu vồng bảy màu cũng tiêu thắt cái gì cũng không có nói bậy chân võ sơn người không phải còn treo móc sao nói đi đoàn người dưới đất lại là một hồi cười vang tiên giới chỉ hề cùng thương lăng hai người tay nắm bước vào tiên giới cửa vào bên cạnh tiên binh chứng kiến bọn hắn đi tới, đưa bọn họ ngăn lại làm kiểm tra. Xin lỗi, xin lấy ra một chút thân phận chỉ thị. Thương lăng đang muốn giao ra vừa mới phi thăng thu được lệnh bài thời điểm, đột nhiên, chỉ hề chứng kiến trước mắt lau một cái quen thuộc cái bóng. Trong lòng nàng hơi hồi hộp một chút, một cái lắc mình, trực tiếp ngăn cản đến thương lăng phía trước, đưa hắn toàn bộ ngăn ở phía sau mình. Mười tuổi thương lăng cũng chính là cùng nàng không sai biệt bao cao, nàng đủ để ngăn chờ thương lăng chỉ thấy một cái tóc trắng xóa lão đầu đã đến gần hắn chứng kiến chỉ hề đầu tiên là sững sờ một chút sau đó cười rộ lên hai tay hắn ôm quyền hướng phía chỉ hề thi lễ một cái bái kiến tôn chủ đại nhân lão đầu ngươi không có việc gì tới nơi này làm gì người đến không phải người khác chính là nàng năm đó thủ trưởng cái kia khó tin cậy nhất nhất bị người ghi hận tử lão đầu ta nghe nói thế gian phi thăng một thiếu niên kỳ tài ta nghĩ đến xem nói xong nam cực trường sinh lão đầu ánh mắt không ngừng hướng chỉ hề phía sau nghiêng mắt nhìn qua đi muốn nhìn một chút sau lưng nàng người hình dạng thế nào chỉ hề trong lòng hơi hồi hộp một chút nam cực trường sinh lão đầu là nhận ra thương lăng hơn nữa từ lão đầu này miệng so với thiên đế còn lớn hơn không được hiện tại còn không có thể khiến người ta biết rõ thương lăng còn không có lớn lên đâu nếu như bị một đám quái tục thử quái a di vây xem về sau nàng còn có thể khống chế được nổi tràng diện không nên không nên, tuyệt đối không được. Người là nghĩ đến nhìn một chút, vẫn là nghĩ đến đào người. Chỉ hề hỏi lên như vậy, nam cực trường sinh lão đầu liền cười rộ lên, trong tươi cười còn mang theo mấy phần gian xào cùng hèn mọn. Người cũng biết ta là không có biện pháp a à? cái gì không có biện pháp. Từ mệnh cái này chức vị từ quan suất rất cao, căn bản không ai nguyện ý làm, đây quả thực không phải người làm. Chỉ hề sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, vs, lẫn nhau tương ái canh 2502, tiểu nhược Thủ vs lão tài xế 59. tựa hồ là cảm giác được bầu không khí có cái gì không đúng. Nguyên bản nói lại nhảy nam cực trường sinh lão đầu lập tức dừng lại. Hắn chứng kiến chỉ hề trên người đằng đằng sát khí thời điểm. Hắn rốt cục ý thức được thứ gì không đúng. Trước mắt cái này ý tứ hàm xúc khống chế thiên địa vạn vật một tay che trời tôn chủ đại nhân, từng tại dưới tay hắn, làm qua hơn 2.000 năm tư mệnh. Tôn chủ đại nhân người biết ta không phải ý tứ kia nam cực trường sinh đại đế trên mặt nhiều vẻ lúng túng hắn cười cười muốn đem vùng cho tròn trở về người cái nào ý tứ chỉ hề cười lạnh một tiếng câu dẫn ra khóe môi nhẹ giọng hỏi ta là nói hiện tại tiên a thời gian qua được quá nhàn hạ cũng không biết muốn chịu khổ nhọc a dáng vẻ này ngươi cố gắng như vậy đâu trước đây khó như vậy như vậy đắc tội với người công tác đều làm được cẩn thận tỉ mỉ giống như ngươi vậy hiện tại rất khó tìm cũng không biết giống như tiền bối học tập một chút thực sự là những thứ này hậu sinh thực sự là ai nam cực trường sinh lão đầu vừa nói một bên thất vọng lắc đầu vẻ mặt bất đắc dĩ chỉ hề giống như cười mà không phải cười hỏi khó như vậy như vậy đắc tội với người công tác ta nhớ được ban đầu là ngươi an bài cho ta a à? a à, có không thời gian lâu lắm, ta không nhớ rõ, ta liền nhớ kỹ trước đây ngươi tới thời điểm, ta đã cảm thấy ngươi rất có tiền đồ. Nam cực trường sinh lão đầu cười đến vẻ mặt nở hoa. Rất có đắc tội với người tiền đồ. Trước đây làm tư mệnh cho mọi người viết lịch kiếp mệnh cách thời điểm, ra tay nhẹ một tí độ kiếp thất bại, ra tay ác một điểm quay đầu tính sổ. Trung quanh đắc tội với người. Nhìn ngươi nói, có thể ngươi cuối cùng thu hoạch rất cao nhân khí cùng chống đỡ A, nói rõ tất cả mọi người tán thành ngươi A. Lúc nào? Ta làm sao không biết, chính là ngươi cùng giao cơ đoạt thương lăng thời điểm. Nghe nói như thế, Chỉ hề trong lòng bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút từ lão đầu này, lệch chọn vào lúc này, nói lời như vậy. Thương lăng vẫn còn ở phía sau đâu, vạn nhất hắn nghe được chút gì, lúc này nhô ra, vậy thì xong đời rồi. Chỉ hề sắc mặt càng ngày càng khó coi, ai biết cái này nam cực trường sinh lão đầu càng nói càng hưng phấn, quả thực không dừng được. Trước đây ngươi đuổi ngược thương lăng thời điểm a, chúng ta toàn bộ tiên giới trên dưới a ngô 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 nam cực trường sinh lão đầu nói đến phân nửa phát hiện mình dĩ nhiên không có biện pháp lên tiếng hắn ngô vài âm thanh trợn to hai mắt cũng không biết cái này tôn chủ đại nhân làm sao như vậy âm tình bất định một lời bất hòa liền động thù nhưng nam cực trường sinh lão đầu là ai nhìn quen đủ loại trường hợp đủ loại nhân vật hắn biết rõ đề tài này không thích hợp lại tiếp tục bằng không một khi làm phát bực tôn chủ đại nhân có thể một giây sau bị thu thập chính là địa phương khác niên kỳ của hắn lớn, không chịu nổi dây vò. Thế là hắn an tĩnh lại, dự định làm chút chuyện, rời đi một chút lực chú ý, tỉ như. Nhường cái này mới phi thang đứa nhỏ ngốc tới làm phần này đắc tội với người công tác. Nhưng vào lúc này, ánh mắt hắn lui về phía sau liếc một chút, đang chuẩn bị vòng qua tôn chủ đại nhân, trực tiếp đi bắt cái này nhỏ bé đáng yêu mới đi làm coi tiền như giác. Ai biết, hắn mới vừa lui về phía sau liếc mắt nhìn, nhất thời, mắt tối sầm lại, đau nhức từ con mắt địa phương truyền đến cùng lúc đó một hồi như giết heo tiếng kêu thảm thiết truyền tới a à, ôi uy ngươi 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 nam cực trường sinh lão đầu gắt gao che chính mình hai con mắt xuyên thấu qua khe hở còn có thể chứng kiến hắn bị đánh sưng mắt gấu mèo ngươi tại sao muốn đánh ta a à? nam cực trường sinh lão đầu sắp khóc đi ra đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ chương 2503 tiểu nhược thủ vs lão tài xế 60. Chỉ hề ngẩn ra, nàng cũng bị chính mình dọa cho giật mình. Nàng cũng không nghĩ đến tử lão đầu này làm sao trò chuyện một chút, quan tâm điểm liền chuyển rời đến thương lăng trên người. Vì thương lăng không bị phát hiện, nàng vô ý thức liền cho hắn hai quyền. Nàng thực sự là, không có trải qua suy nghĩ, lập tức liền kích động. Nàng không phải cố ý, hiện đang hồi tưởng lại đến nàng thật có thể dùng pháp lực chẳng biết tại sao hay dùng quả đấm khả năng tại nàng tiềm thức chỗ sâu đã sớm muốn đánh lão đầu này một trận a từ trước không ít chịu hắn khí a nhưng vào lúc này chỉ hề bỗng nhiên hướng hồi vừa nhảy quay đầu nắm lên thương lăng tay lôi kéo hắn hướng trong tiên giới phóng đi đi mau ta gặp rắc rối một hồi nếu là hắn tìm được ta hội giết chết ta nam cực trường sinh lão đầu bưng hai con mắt cái gì cũng không chứng kiến lại nghe được chỉ hề nói chuyện hắn tốt uy khuất a à. người một cái tôn chủ ta nào có bản lĩnh cùng lá gan giết chết người a à. người 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 làm sao như vậy không đáng tin cậy a à. trợn mắt nói mỏ ôi uy ánh mắt ta a à. cái này cỡ nào xấu a à. hắn không khóc còn tốt hắn vừa khóc cách đó không xa thủ vệ đều nhìn lại chứng kiến cái kia hai con mắt gấu mèo sau đó không tử tế cười ra tiếng cười cái gì cười cười nữa bắt các ngươi đi làm tư mệnh hai cái thủ vệ lập tức không cười hồi nam cực trường sinh đại đế lời nói chúng ta không biết viết chữ hừ nam cực trường sinh lão đầu giậm chân một cái xoay người liền bay đi tôn chủ không nổi a à, có khác một ngày rơi vào trên tay ta cùng vọng thư cái kia nha đầu chết tiệt kia một dạng cánh cứng rắn quản không nổi người các ngươi chờ đó cho ta thần giới vọng thư đang chuẩn bị uống trà lại một cái không cẩn thận một cái hắt hơi vẻ mặt không hiểu ta thế nào cảm giác có người ở nhắc tới ta xem ra gần nhất có việc phát sinh có phải hay không nên ra một xa nhà hắc hắc tiên giới chỉ hề lôi kéo thương lăng một đường chạy như điên hướng phía vết tích rất hiếm địa phương bay qua bay thẳng đến tốt một thời gian ngắn nàng mới rốt cục dừng lại vừa mới quá nguy hiểm thiếu chút nữa đã bị nam cực trường sinh lão đầu phát hiện nàng cũng không phải là không có thể khiến người ta biết rõ thương lăng trở về. Thế nhưng thương lăng bây giờ còn nhỏ đúng hay không? Vạn nhất nói cái gì không nên nói, cái kia nàng. Thật không phải phải xui xẻo. Vừa mới người kia nói, người đã từng đuổi ngược qua ta. Chỉ hề nghe nói như thế, toàn thân cứng đờ Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nam cực trường sinh lão đầu cái kia miệng quả nhiên lớn, so đại hoang hải còn lớn hơn. Không có, ta nghe đến. Người nghe lầm ta và người ở giữa trừ hiện nay có phải hay không còn có trước đây? Không có, người tại sắc mặt có điểm tái nhợt, chỉ hề sững sờ, khẩn trương sờ mặt có không? Nàng vừa mới nói xong, thương lăng liền khẽ cười. Người thực sự là cái gì đều viết lên mặt loại này thủ đoạn còn muốn gạt ta lừa gạt ta. Chỉ hề trong mắt linh lợi nhất truyền, lặng lẽ không nói. Thôi được ngươi không muốn để cho ta biết, không muốn để cho ta gặp được người khác vậy ta chợt nghe ngươi đi thật, chỉ hề nhãn tình sáng lên. Thật, thương tiểu lăng, người thật tốt, người nhất hiểu lòng ta. Chỉ hề một cái kích động ôm lấy thương lăng, ai biết thương lăng lại bù một câu. Chỉ ít, tại ta biết chân tướng trước đó, ta còn là nghe ngươi. Chỉ hề trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết rõ chân tướng trước đó. Kia liền càng không thể để cho ngươi biết. Khó có được nuôi như vậy ngoan, như vậy dính nàng, như vậy nghe lời. Cành 2504, tiểu nhược thủ versus lão tài xế 61 nàng cũng không muốn không có qua mấy ngày, liền triệt để không có địa vị. Ngay tại chỉ hề một lòng nghĩ làm sao lừa dối thời điểm, thương lăng phát sinh một đạo một chút bối rối. Gì, làm sao, chỉ hề nghi hoặc hỏi, chúng ta dường như đi vào nào đó một cái trận pháp bên trong. Thương lăng lời này vừa nói ra, nàng lập tức đem lực chú ý chuyển rời đến quanh mình hoàn cảnh phía trên. Bọn hắn tự hồ ở vào trong một mảnh rừng rậm tràn đầy mê vụ xâm lâm thấy cũng không rõ ràng. Trong rừng cây cối sắp xếp phải xem giống như rất tùy ý. Nhưng xem một hồi, Chỉ hề dần dần phát hiện bên trong có một loại kỳ diệu quy tắc. Chính là chỗ này loại quy tắc hình thành một cái mê trận, đem hai người bọn họ vây ở bên trong. Nhưng mà, cái này một cái mê trận, làm sao cái kia, sao? Thục Tát. Giữa lúc Chỉ hề vẻ mặt kinh ngạc thời điểm, Thương Lăng bỗng nhiên chỉ vào phía trước nói, bên kia dường như có cái con suối. Chỉ hề trong lòng hơi hồi hộp một chút, nàng hướng bên kia liếc mắt một cái quả nhiên thấy uẩn linh tuyền nơi đây không phải địa phương khác chính là hãn hải mê lâm năm đó thương lăng tự tay bố trí trận pháp cũng từng khốn qua hai người bọn họ nàng thầm nghĩ tìm một cái không người địa phương không nghĩ tới không cẩn thận lại bay đến nơi đây một cái hồi ức tràn đầy địa phương thương lăng sẽ không phải nhớ tới cái gì a à. ngay tại nàng hãi hùng khiếp vía thời điểm thương lăng đã hướng phía uẩn linh tuyền đi tới đi tới bên suối hắn dừng lại Người đã tới nơi đây. Chỉ hề vô ý thức thề thốt phủ nhận. Không có, thật sao, nghe giọng điệu này thương lăng dường như không tin tưởng lắm. Thế là chỉ hề theo hắn ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy hắn đang nhìn uẩn linh tuyền bên cạnh một tảng đá lớn. Thật là, nét chữ này cùng ngươi giống nhau như đúc không phải ngươi viết là. Thường lăng vừa mới nói xong, chỉ hề liền thấy tảng đá kia thượng vài cái chữ to lão tử từ từng du lịch qua đây. Chứng kiến mấy chữ này sau đó, nhất thời chỉ hề sắc mặt từ bạch chuyển hồng, từ hồng biến thành đen, vẻ mặt chuyển tốt mấy cái nhan sắc thật có thể nói là là đặc sắc lộ ra. Nhớ năm đó, nàng mất đi ký ức không hiểu chuyện, cuồng vọng tự đại, lại đam mê nói khoác. Phá Thương Lăng trận pháp sau đó, lại tại nơi đây tùy tiện viết xuống mấy chữ này. Thật tình không biết mấy chữ này tại Thương Lăng trong mắt chính là cấm từ. Lúc đó thực sự là quá trẻ tuổi a, à. quá trẻ tuổi, bây giờ trở lại trốn cũ, lại mang Thương Lăng hồi tưởng một lần. Nếu như thương lăng thật cái gì đều nhớ lại cái kia nàng thực sự là xong đời. Nghĩ tới cái này, nàng cũng không khỏi được uể oải. Hay là tại nhân gian thời gian tốt thành cái gì tiên? Thành tiên phiền não nhiều như vậy. Thương lăng. Chỉ hề giận tái mặt hít sâu một hơi, bày ra một bộ thâm trầm dáng dấp. Thật, ta lừa ngươi. Nàng lắc đầu, một bộ thống khổ tự trách lại dãy dụa dáng vẻ. Người không phải một mực tại gạt ta sao? Người biết, chỉ hề cả kinh, người cũng viết lên mặt chỉ hề rất tâm bỏ vào, ký ức không có, người vẫn là như vậy gian xào, hư đến trong xương, trọng sinh cũng rửa không sạch. Chỉ hề hít sâu một hơi, tiếp tục diễn nàng khổ tình làm trò. Người hội trách ta sao? Hội A, à, thường lăng đại gia, ngài có thể dựa theo kịch bản niệm lời kịch sao? Thật là ta cũng là có nỗi khổ tâm. Ừm, A à hát là có ý gì? Người đừng nghĩ đến người hiện tại tuổi còn nhỏ ta cũng không dám đánh ngươi Người giả bộ lạnh lẽo cô quạnh thử nhìn một chút cam đoan đánh cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra. Nếu không phải là sợ ngươi khôi phục ký ức đem ta giết hết bên trong, ta hiện tại liền đánh ngươi. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. 2505, Tiểu Nhược Thủ vs. Lão Tài Xế 62. Chỉ hề trong lòng nộ, giận dữ. Nhưng nét mặt còn phải phải tiếp tục khổ tình. Thương lăng, ta đã nói với ngươi, ta hiện tại gạt ngươi, là vì ngươi tốt. Ừm, không gọi thương tiểu lăng, ngươi gọi ta là thương lăng, làm cho còn rất thuận miệng, rất nhuần nhuyễn. Chỉ hề hít sâu một hơi. Cái này không phải trọng điểm, trọng điểm đúng, ta gạt ngươi, là vì ngươi tốt. Ta tin, chỉ hề rút rút khóe miệng, có thể đem tin nói xong cùng không tin một cái ý tứ, cũng không ai. Người không biết ta cửu ra rất nhiều, nếu như ta nếu là không đem ngươi giấu đi ta sợ bọn hắn hội thương tổn ngươi ta xem đi ra, người cửu ra là thật nhiều. Đúng không, người cũng chứng kiến A, à, ừm, cho nên tiên giới mọi người quản cửu ra gọi tôn chủ. Chỉ hề đang nghĩ ngợi làm sao đem lời tiếp theo thời điểm, chỉ thấy thương lăng giơ tay lên sờ sờ nàng cái đầu. Khác biệt biên, cố gắng mệt, nghỉ một lát. Thương lăng đi tới uẩn linh tiền bên cạnh tự tay làm thí điểm nước suối. Sau đó trở lại chỉ hề bên cạnh dùng nước suối cho nàng xoa một chút khuôn mặt. Chỉ tiểu hề, mặc dù ta không biết ngươi tại sao muốn lừa gạt ta, lừa gạt ta chuyện gì? Cùng người khác có cái gì ân oán? Thế nhưng đâu, ngươi không nói, ta liền không hỏi, ta sẽ không cùng ngươi tức giận, cũng sẽ không trách cứ ngươi. Nghe nói như thế, chỉ hề một hồi hổ thẹn sông lên đầu. Nàng làm được rõ ràng như vậy, như vậy quá phận, không nghĩ tới thương lăng dĩ nhiên như thế săn sóc lý giải nàng nếu như đổi nàng, thương lăng như thế lừa nàng, nàng đã sớm tạc A, giữa lúc chỉ hề nội tâm một hồi cảm động thời điểm, thương lăng lại bù một câu. Không biết ta coi như không có phát sinh, chỉ hề ngẩn ra, lại chột dạ hỏi, vậy nếu như biết rõ đâu? Vậy thì, xét xử lý. Chỉ hề thần sắc cứng đờ, cả người cũng không tốt. Thương lăng, ngươi không thể đối với ta như vậy, cho nên ngươi nhất định là làm để cho ta nhịn không được muốn tu thập ngươi sự tình. Không có, vậy ngươi sợ cái gì? Thương lăng kiên trì cho chỉ hề lau xong khuôn mặt sau đó, tại trên mặt hắn hôn một ngụm. Tốt đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngoan. Chỉ hề than nhẹ một tiếng, tâm tính thiện lương bỏ vào. Giữa lúc chỉ hề chuẩn bị lôi kéo thương lăng tay, nhảy vào ẩn linh tuyền, ly khai hãn hải mê lâm thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm thấy được một tia khí tức ba động. Nàng chân mày hơi cau lại, tâm mọc lên từng đợt nghi hoặc. Cách lấy xa như vậy, cũng có thể kéo khí tức ba động, chắc là một cái tu vi cực cao người thế gian này phàm là tu vi cao không có nàng không biết tại sao có thể có người đến phụ cận nơi đây tới nàng nghĩ lại thay đổi chủ ý thương lăng cái này mê trận ngược lại chúng ta đi ra không được chúng ta trước hết ở chỗ này đợi mấy ngày đi ừm thương lăng không có phản đối chỉ hề mang theo thương lăng tại hãn hải mê lâm đi vào trong một vòng sau đó tìm một chỗ tạm thời nghỉ ngơi có lẽ là vừa khớp có lẽ là từ nơi sâu xa đã định trước bọn hắn cuối cùng tìm được nghỉ ngơi địa phương chính là trước đây nàng và thương lăng đốt đống lửa nghỉ ngơi cả đêm địa phương ký ức lập tức xông tới nhớ năm đó thương lăng như vậy bụng đen đem nàng để ở chỗ này lừa gạt xoay quanh bây giờ rồi trở về đổi thành nàng lừa gạt thương lăng có thể làm sao cảm giác vẫn là nàng tại xoay quanh bên cạnh hàng này so với ai khác đều bình tĩnh chỉ hề bĩu môi, nàng nhìn thương lăng tại bên cạnh ngồi nghỉ ngơi, nhớ tới hãn hải mê lâm ở ngoài một màn kia khí tức. Nàng con người đảo một vòng nhân tiện nói, ngươi ở nơi này đợi một hồi. Ta đi nhìn chung quanh một chút có cái gì lối ra hoặc là đồ vật khác. Ừm. Cành 2506, tiểu nhược thủ versus lão tài xế 63 đáp ứng như vậy sảng khoái. Chỉ hề có chút hồ nghi, nhưng dù sao thương lăng còn không có khôi phục ký ức ngoan một chút cũng là bình thường thế là tại nửa tâm thần bất định nửa lo lắng bên trong vẫn là xoay người rời khỏi nhìn lấy nàng tiêu thất bóng lưng thương lăng trong đôi mắt một màn kia băng lam càng ngày càng sâu chỉ hề nhanh như chớp chạy ra hãn hải mê lâm tại phụ cận đi một vòng dường như không có cái gì người chắc là đi chắc cũng là không biết nàng tại hãn hải mê lâm bên trong đã như vậy nàng liền không đuổi theo tung đỡ phải gây phiền toái giữa lúc nàng xoay người hướng hãn hải mê lâm phương hướng lúc đi một đạo băng lam sắc quang mang ở trước mặt nàng chớp lên một cái nàng chân mày ngưng tụ lại đến nguyên lai like là che giấu hơi thở cùng ở sau lưng nàng trách không được nàng tìm một vòng không có tìm được không nghĩ tới tại hãn hải mê lâm ở ngoài dĩ nhiên là băng phượng lão già đáng chết kia chỉ là hắn vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở cái địa phương này đâu bởi vậy nàng liền không thể trở về một khi trở về phía sau lão già đáng chết kia khẳng định sẽ cùng theo đi muốn là cho hắn biết cái kia vấn đề liền lớn chỉ hề làm bộ không có phát giác điểm mùi chân một cái bay ra ngoài nàng càng bay càng xa phía sau băng phượng cũng cẩn thận từng ly từng tí truy tung một đường theo sau nàng không biết được băng phượng là làm sao tìm được nàng cũng không biết được cái này ra hỏa lén lút theo ở phía sau muốn làm cái gì nàng bay thẳng đến bay đến rời hãn hải mê lâm rất xa địa phương sau đó mới dừng lại ở một cái non xanh nước biếc bên trong sơn cốc nàng hướng bờ sông ngồi xuống. Nước chảy rầm rầm chảy xuôi mà qua, phía sau băng phượng cũng mười phần kiên trì theo. Thật là hắn có kiên trì, chỉ hề lại không có quá nhiều thời gian. Nàng nếu như thật lâu không quay về thương lăng lại nên lo lắng. Chỉ hề than nhẹ một tiếng ai nha, đã cách nhiều năm ta cho rằng nhìn thấy lão bằng hữu lại là một kiện chuyện cao hứng. Không nghĩ tới, một ít người đâu, trốn trốn tránh tránh không chịu đi ra còn cho là mình thiên y vô phùng không có bị phát giác. Ta thực sự là không biết nên nói cái gì cho phải, nếu như ngươi muốn là nếu không ra ta liền thật đi. Nghe nói như thế, băng phượng cái bóng dần dần tại chỉ hề phía sau hiền hiện ra. Băng lam sắc lông vũ, trói lóa mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, vừa ra sân thiếu chút nữa lóe mù chỉ hề con mắt. Quả nhiên là cái kia tao bao tử lão đầu diễn xuất vô luận bao nhiêu năm cũng sẽ không cải biến. Chỉ hề vô ý thức rút rút khóe miệng nhưng vẫn là cố nén xông lên đánh hắn kích động, nhìn lấy hắn bà một loạt quang mang phát ra xong. Nhưng vào lúc này, tỏa ra ánh sáng lung linh dần dần lui tản ra, băng phượng cái kia ngạo kiều thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở chỉ hề trước mặt. Tử lão đầu, hắn chậm rãi hướng phía chỉ hề đi tới, mỗi một bước đều mang phong nhã, phảng phất trong cổ tích đi tới thần thú. Tử lão đầu, hắn ngẩng đầu, một đôi tinh mỹ mắt phượng nhẹ nhàng hít một cái, lộ ra một mảnh phong tình vạn trùng. Tử lão đầu đột nhiên hắn cách chỉ hề còn có mấy bước đường địa phương dừng lại ngay sau đó mở cánh hướng phía chỉ hề bỗng nhiên nhào tới chết lão đầu chỉ hề không nghĩ tới hắn thật sự như thế nhào tới một cái vội vàng không kịp chuẩn bị bị hắn xô ngã xuống đất trên đầu còn đắp một đống lông vũ ngươi làm gì ta quá nhớ ngươi ta cảm thấy ngươi là quá già mồm ta rất thương tâm ngươi nhiều năm như vậy không thấy gặp ta lại một điểm tình xưa đều không niệm Đình chỉ ai với ngươi có giao tình tình. Không có sao, chúng ta trước đây ký kết khế ước thời điểm, lẫn nhau mệnh tướng liền, tâm tương thông thời điểm, ngươi cũng không phải là nói như thế. Đánh giá điểm 9 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con tơ. chương 2507, tiểu nhược Thủ vs lão tài xế 64. Mệnh tướng ngay cả ta nhận thức tâm tương thông cái quỷ gì. Lão đầu, ngươi đây là đến thời kỳ động dục. Băng phượng thu hồi hắn cánh, nguyên bản nhiệt tình trong nháy mắt lui tản ra. Bừng lên một bộ lạnh lẽo cô quạnh tư thế. Thôi thôi, có vài người A à, tìm được tân hoan sau đó, liền mặc kệ bạn cũ ta cũng liền không tự mình đa tình. Chỉ hề chính từ dưới đất bò dậy chỉnh lý xiêm y, nghe nói như thế sững sờ một chút. Cái gì gọi là tìm được tân hoan? Chẳng lẽ không phải sao? Nghe nói là cái tiểu hài tử non rất mới mấy tuổi. Trách không được không thích phản ứng ta lão già này, nguyên lai ưa thích mềm. Chỉ hề nhớ lại một lần phát sinh qua tất cả mọi chuyện, nghĩ chuyện này là thế nào bị băng phượng biết rõ. Rất nhanh, nàng liền nghĩ đến thiên đế. Trừ thằng nhãi này, sẽ không có người biết rõ nàng đang nuôi hài tử. Cái miệng rộng này, đáng đời hắn bị cái kia sốt ruột nhi tử cả. Tốt nhất hướng tử lý cả, chỉ hề nộ, giận dữ. Nàng cho rằng thần không biết quỷ không hay, vẫn là không cẩn thận tiết lộ tiếng gió. Tử lão đầu này cùng với nàng một đường, đại khái chính là muốn đem nàng nuôi hài tử tìm cho ra A. À. Tử lão đầu này không giống nam cực trường sinh lão đầu dễ gạt như vậy, cho hai quyền liền giải quyết. Không làm được sự tình muốn bại lộ. Chỉ hề phía trong lòng đang nhanh chóng suy nghĩ, muốn thế nào đối phó cái này khó chơi lão đầu. Ngươi tại sao không nói chuyện? Nhà ngươi cái kia tiểu cỏ non đâu lấy ra cho ta nhìn một chút, nhìn một chút đến là ai nhường cao nhất tôn chủ động phàm tâm. Chỉ hề bạch băng phượng nhất mắt nàng lúc này muốn là nói không có, cái kia là không có khả năng. Thế nhưng muốn nàng hiện tại bà thương lăng mang ra ngoài. Tử lão đầu này khẳng định đầu cũng không quay lại liền đem thương lăng mang méo. Vạn nhất một cái nữa không cẩn thận đem hắn ký ức tìm trở về kia liền càng muốn chết. Hắn không ở nơi này. Ở đâu, thế gian, trách không được tại tiên giới thần giới ma giới yêu giới bốn cái giới đều chạy một vòng cũng không gặp ngươi cái bóng nguyên lai like là đi thế gian a chỉ hề nhíu mày không nói không nhìn ra tôn chủ đại nhân chẳng những ưa thích mềm còn ưa thích yếu cái kia chính là thế gian tiểu nhược thụ rồi băng phượng lập tức hưng phấn mau dẫn ta đi nhìn một chút không mang theo vậy ta liền theo ngươi ta không tin ngươi không đi tìm hắn Vậy ta không thể làm gì khác hơn là đối ngươi động thủ, ngươi một đám xương già, không chịu nổi ta đánh a, à, chỉ hề lộ ra lau một cái uy hiếp thần sắc. Đệ nhất, nếu bàn về lão già khọm, ngươi niên kỳ lớn hơn ta. Đệ nhị, ngươi muốn đối ta động thủ, nếu như giết ta, ngươi cũng muốn tổn thương nguyên khí nặng nề. Đệ tam, chấm chấm, Băng Phượng già vờ thần bí, kéo dài âm cuối, chỉ hề hung hăng khoét hắn liếc mắt. Đệ tam, nếu như ta muốn là xảy ra sự cố hoặc là tiêu thất sẽ có nhiều người hơn tới tìm ngươi, bởi vì ta đã đem tin tức phát tán ra, hắc hắc hắc. Chỉ hề hít sâu một hơi, hận không thể hiện tại liền đi đánh cái này chết băng phượng, lấy hết hắn lông, nhường hắn trở thành vạn năm ngốc. Nhưng, nàng vẫn là nhịn xuống kích động, xem ra hôm nay là không thể thiện. Nàng trong mắt linh lợi nhất truyền, nàng thở dài một hơi nói, ta cũng muốn biết hắn ở đâu. Ta không phải cũng đang tìm sao? trùng hợp như vậy, vừa lúc ta có không, chúng ta một chỗ tìm đi. Băng phượng một bộ ta hoàn toàn không ăn ngươi một bộ này thần sắc. Tốt thêm một người, coi như là nhiều trợ thủ đi. Chỉ hề điểm mùi chân một cái xoay người bay đi, phía sau nàng. Băng phượng theo sát. Chỉ hề hướng phía hãn hải mê lâm phương hướng bay qua, mượn lấy mê lâm ở ngoài sương mù, nhiễu một vòng lớn, bà băng phượng bỏ lại đằng sau. Cành 2508, tiểu nhược thủ versus lão tài xế 6 năm kéo cự ly xa sau đó nàng một cái bay vọt hướng phía thiên cung phương hướng dùng tốc độ nhanh nhất bay qua nàng biết rõ nhiễu một vòng chỉ có thể kéo dài giữa bọn hắn khoảng cách cũng không thể thoát khỏi băng phượng theo dõi thế nhưng không có quan hệ nàng chỉ cần nhiều một chút thời gian đã đủ chỉ hề một đường vọt tới trong thiên cung bay thẳng đến thiên đế vị trí chỗ ở hướng lần này thiên đế chính ở trong đại điện hắn phía dưới quỳ một hàng người thần sắc trên mặt cũng rất khó xem Thiền đế, người có thể nhất định phải làm chủ cho chúng ta, lấy lại công đạo A. À. Chuyện này, nếu như không thể giải quyết ta đông cực một nhà, cũng không cách nào tiếp qua A. À. Nghe thấy tiếng khóc kêu, thiền đế tự tay chống đỡ một chút đầu, sắc mặt khó coi đến không được đi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn chứng kiến chỉ hề đến, phảng phất con mắt trong nháy mắt liền phát sáng. Giống như là ở trong nước dãy rụa hồi lâu người, bắt lại rơm dạ cứu mạng. Tôn chủ đại nhân, người rốt cục tới. Người cái này là đang làm gì? mà chẳng thể làm gì khác cái kia thằng nhóc lại gây hỏa. thực sự là tức chết ta. Thiên đế không bằng dạng này, ta giúp ngươi, ngươi nợ ta một món nợ ân tình, ngươi xem coi thế nào. Nghe nói như thế, thiên đế sững sờ, nàng làm sao lại bỗng nhiên hào tâm như vậy, nguyện ý giúp hắn bài yêu giải nạn. Thế nhưng dơm dạ cứu mạng cứ như vậy một cây, là cái hãm hại cũng phải bắt a. À. Tốt, đừng nói một cái coi như là mười cái cũng được. Vậy được sao, người thiếu nợ ta mười người tình tôn chủ đại nhân, ngài có thể dựa theo kịch bản hảo hảo niệm lời kịch sao? gì, đây không phải là đông cực thanh hoa đại đế sao? đúng vậy, cái kia thằng nhóc đi bà đông cực chấn chạch chi bảo cho đánh cắp. gì, đông cực thanh hoa đại đế các ngài bảo vật cũng quá tốt trộm a. À? đông cực thanh hoa đại đế trên mặt xanh một trận tử một hồi, hắn đã là tận lực bảo hộ nhưng ai biết cái kia thằng nhóc là thế nào trộm? thiền đế nhẹ nhàng ho khan hai tiếng cái này không phải trọng điểm trọng điểm là hiện tại làm sao bà cái kia thằng nhóc tìm trở về sau đó đem bảo vật cầm về gì làm sao ngươi biết là hắn đánh cắp bởi vì hắn mỗi lần đi qua địa phương đều sẽ lưu lại khí tức cũng không biết là cố ý hay là vô tình khí tức kia cho ta xem một chút thiền đế chỉ chỉ đông cực thanh hoa đại đế phía trước cái kia một đoàn hắc sắc khí tức chỉ hề ngẩn ra nàng tự tay đi đem cái này một đoàn khí tức tiếp nhận Nàng thế nào cảm giác cái này đoàn khí tức có chút quen thuộc. Thế nhưng cái này dường như không phải tiên giới đồ vật a. À. Làm sao có điểm, ta tính, đây là ngươi nhi tử? Đúng vậy a? À. Hắn không phải tiên sao? Làm sao khí tức kỳ quái như thế? Chỉ hề nghi hoặc hỏi, hắn không phải hài tử sao? Làm sao tính khí như thế quái, pháp lực mạnh như vậy? Thiên đế hỏi ngược lại, ta làm sao biết, chỉ hề lườm hắn một cái. Vậy ta cũng không biết nha. Thiên đế vẻ mặt sầu khổ. Thôi, đều trở về đi. Chuyện này giao cho ta. Chỉ hề phất tay một cái. Đa tạ tôn chủ đại nhân. Thiền đế nghe nói như thế thở phào một cái. Chỉ hề quay đầu đối hắn nói nhớ kỹ a. À. Thiếu nợ ta mười người tình. Chỉ hề dứt lời nhanh như chớp bay đi. Thiền đế vừa vặn một ít sắc mặt lập tức lại sầu khổ đứng lên. Tôn chủ đại nhân cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Chỉ hề vừa mới bay ra thiên cung thời điểm băng phượng cũng vừa may theo kịp. Người đi thiên cung làm cái gì? Tìm người rồi, người không phải nói phải bồi ta cùng đi tìm sao? Người làm sao bay chậm như vậy? Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vớt tơ. Trường 2509, tiểu nhược thủ versus lão tài xế lục lục. Người còn ngờ ta người vừa mới cố ý bỏ rơi ta không phải là có cái gì nhận không ra người sự tình a à, không có thiên cung đi tìm không gặp người chúng ta đi nơi khác tìm đi đâu đồng cực thanh hoa đại đế bên kia chỉ hề cầm lấy cái kia một đoàn khí tức khóe môi câu dẫn ra may mà thiên đế cũng có một niên kỳ cùng thương lăng lớn bằng nhi tử một chiêu này ly miêu hoán thái tử dùng thật sự là xảo diệu nàng cảm giác mình thực sự là thông minh đến nổ tung chỉ hề một bên đắm chìm tại tự mình ca ngợi trong vui mừng, một bên mang theo băng phượng lão đầu hướng phía đông cực thanh hoa đại đế xào huyệt bay qua. Một bên bay, nàng một bên trên không trung tìm kiếm thiên đế cái kia không bớt lo nhi tử khí tức. Bay thẳng đến đến đông cực thanh hoa đại đế xào huyệt bên trong, chỉ hề mới hơi hơi cảm thấy được tương đồng khí tức. Lẽ nào hắn vẫn chưa đi, lá gan lớn như vậy. Chỉ hề một đường theo khí tức tìm kiếm qua đi, dĩ nhiên đi tới đông cực thanh hoa đại đế tàng bảo các đạo tặc vẫn còn ở tại chỗ đạo bảo cái này đông cực thanh hoa đại đế liền không quan tâm đi cáo trạng à nha hắn phòng vệ cùng cảnh giác không khỏi cũng quá chỉ hề than nhẹ một tiếng đáng đời trộm ngươi đây không phải là rõ ràng chúng ta ngốc nhiều tiền các ngươi mau tới đoạt sao chỉ hề bay vào tàng bảo các sau đó rơi xuống đất nàng chậm rãi tại trong tàng bảo các cảm ứng tiểu từ kia khí tức băng phượng cùng theo vào sau đó cũng phát giác nơi này có người Ai đây ra tàng bảo các viết lớn như vậy ba chữ, phòng vệ lại kém như vậy. Đây không phải là nói rõ người ngốc nhiều tiền mau tới đoạt sao. Băng Phượng cười tại chỉ hề phía sau nhổ nước bọt một câu. Ngầm hiểu lẫn nhau liền tốt chính chủ lập tức trở về, một hồi khóc cho ngươi xem. Vậy cũng khác biệt ta sợ nhìn nhất đến tiểu cô nương khóc sướt mướt. Ai, vậy ngươi liền sai quá độ, người ta không là tiểu cô nương, không là tiểu cô nương còn khóc sướt mướt, giống như ngươi. Cái gì? là cái lão đầu, hai người vừa nói chuyện, một bên làm bộ lơ đãng dáng vẻ, một bên hướng phía trong tàng bảo các người kia tới gần đi. Ngay tại còn kém mấy bước đường thời điểm, giấu ở chỗ sâu người biết bọn hắn phát giác hắn. Hắn một cái xoay người, trong nháy mắt liền nhảy ra tàng bảo các cũng mặc kệ che giấu mình. Chỉ hề câu môi cười yếu ớt, thằng nhóc con còn dám ở trước mặt nàng chạy. Không kịp, thấy như vậy một màn, Băng Phượng cũng cười theo đứng lên. Cái này tiểu cỏ non còn rất hội chạy, tính cảnh giác còn rất cao, không tệ không tệ, thú vị thú vị. Cái này nha đầu chết tiệt kia coi trọng tiểu cỏ non, quả nhiên không tầm thường. Nhưng vào lúc này, Chỉ Hề cùng Băng Phượng hai người một trước một sau, hướng phía chạy trốn cái bóng nắm lên đi. Cái bóng kia trong nháy mắt hóa thành một luồng hắc vụ, tiêu tán mở ra. Vẫn là nhân vật lợi hại. Băng Phượng nhíu mày, nếu không đâu, nhà của ta tiểu cỏ non cho tới bây giờ đều rất lợi hại. Chỉ Hề cười khẽ nàng điểm mùi chân một cái hướng phía nào đó một cái phương hướng nhanh chóng bay qua rốt cục ở một cái thanh sơn lục thủy vườn quanh trong sơn cốc dừng lại nàng điểm mùi chân một cái nhìn lấy nước sông bên một cái kia cùng chính mình không sai biệt bao cao người mặc hắc y thân ảnh khóe miệng nàng chậm rãi câu dẫn lên nàng không phải thiên đế cũng không phải đông cực từ trong tay nàng chạy thoát toàn bộ lục giới không ai có thể làm được nhưng vào lúc này nàng đột nhiên nhớ tới, nàng quên vấn tiên đế, cái này hùng hài tử tên gọi là gì? Lúng túng. Thừa dịp băng phượng còn không có đuổi kịp, nàng khẩn trương trước lên tiếng. Phía trước vị kia tiểu công tử, chúng ta là không phải ở đâu gặp qua. Cành 2510. Tiểu nhược thụ versus lão tài xế 67 chỉ hề vừa lên tiếng, nàng nhìn thấy cái bóng lưng kia cứng một chút. Ước chừng là không thể tin được nàng hội cứ như vậy dạng bắt hắn lại nhưng mà khi hắn chậm rãi xoay người lại thời điểm, đến phiên chỉ hề sắc mặt phát cương. Chỉ thấy, cái kia quen thuộc mặt mày, cái kia yêu mị đường nét, cái kia hai con mắt màu tím, tại bờ sông dưới ánh mặt trời, dạng người rực rỡ. Hắn câu dẫn ra khóe môi lộ ra một cái tràn ngập tà tính nụ cười. Vị cô nương này, người đại khái là ở trong mơ gặp qua ta. Chỉ hề ngẩn ra, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao tiếp nối. Nàng ngây ngốc nhìn lấy Huyền Đồng, nàng một chút chuẩn bị cũng không có ở chỗ này, ở cái địa phương này. Một lần nữa gặp phải hắn, nàng sớm nên nghĩ đến, bọn hắn ban đầu là một chỗ cùng thiên thần đồng quy vu tận. Bây giờ thương lăng trọng sinh, Huyền Đồng cũng sẽ trọng sinh. Chỉ là nàng chưa từng có muốn đi qua tìm Huyền Đồng, cũng sẽ không nghĩ về sau sẽ còn có qua lại gì. Thế nhưng vận mệnh luôn là như thế ưa thích nói đùa, tại nàng vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm, cứ như vậy gặp phải. Trong lúc nhất thời, Chỉ hề chăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết có thể nói cái gì. Đối với Huyền Đồng, nàng thật không hận, riêng là, cuối cùng hắn cùng Thương Lăng đem chính mình đưa ra thời điểm, cặp kia sâu trong mắt màu tím bên trong, cái bóng lấy nàng dáng vẻ. Sống lại một đời, nàng tất nhiên không thể cho hắn tương lai cùng hứa hẹn, vậy thì không cần làm lỡ hắn. Đây là đối hắn tối thiểu tôn trọng. Chứng kiến Chỉ hề ngây ngốc không nói lời nào, Huyền Đồng lại khẽ cười. Tiểu cô nương, chưa thấy qua đẹp như thế sao? là muốn ôm về nhà. Huyền đồng trong tươi cười mang theo hắn quen có trào phúng cùng bất cần đời. Trừ trên mặt còn lưu lại chưa toàn bộ rút đi non nớt, hắn đều cực giống hắn từ trước dáng vẻ. Chỉ hề cười khẽ một chút, hóa giải trước đó lúng túng, nàng cười nói, không có ta nhận lầm người. Chỉ hề nói xong xoay người rời đi, nàng thà rằng nhường băng phượng tiếp tục càn quấy, nàng cũng không muốn làm phiền huyền đồng sinh hoạt. Kiếp trước hắn sống được không dễ một đường từ đau khổ bên trong đi tới, tại tiếc núi bên trong kết thúc. Thường lăng mặc dù cũng khổ, nhưng hắn có nàng. Có thể huyền đồng không có, không quấy dày, là tốt nhất đối đãi. Chỉ hề vừa mới xoay người, đã thấy phía sau băng phượng đuổi theo. Hắn cánh nhào lên, thiếu chút nữa thì lại nhào tới chỉ hề trên người. Ai nha, người chạy thế nào nhanh như vậy a? À? Mỗi lần đều bỏ rơi ta thật xa. Di, bắt được tiểu tử này. Người thủ đoạn không tệ lắm, hắc hắc tiểu tử thối nghịch ngợm như vậy hại nhà ngươi tiểu chỉ hề tìm được thật là khổ a à, bất quá cuối cùng là tìm được băng phượng vừa đến miệng muốn nhúng tay vào không được chém đứt cách cách nói một đống lớn chỉ hề muốn ngăn cũng không kịp lão đầu chớ nói nhảm không phải hắn ta tìm lộn người băng phượng sững sờ hắn nhìn một chút huyền đồng lại nhìn một chút chỉ hề có chút không hiểu nhiều lắm nhưng cái này khí tức đúng là hắn hơn nữa chúng ta vừa mới bắt cũng là hắn ta nói rồi ta tính sai, ta không biết hắn, chúng ta đi thôi. Chỉ hề quay người lại, lôi kéo băng phượng muốn đi, ai biết phía sau đạo kia thanh thúy êm tai thanh âm lại truyền đến. Được rồi, về sau ta không chạy loạn. Thế nhưng người có thể hay không đừng trở mặt không quen biết a à, người tìm ta lâu như vậy, cứ như vậy đi thôi. Chỉ hề toàn thân run lên, nàng hầu như không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Ta là thật tìm lộn người. Chỉ hề trịnh trọng quay đầu cùng huyền đồng lập lại lần nữa. Được rồi. Vị gia gia này ngươi nói làm sao bây giờ, nàng hiện tại không nhận ta. Huyền Đồng hai tay mở ra, vẻ mặt bất đắc dĩ, một bộ ta bị ném bỏ ta thật đáng thương dáng vẻ. Đánh giá điểm 9.10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vắt tơ. Chương 2511 tiểu nhược thủ vs lão tài xế 68 chỉ hề chừng lớn hai mắt cái này hùng hai tử quả nhiên gấu cực kỳ trách không được liền thiên đế đều không biện pháp chừng trị hắn quả nhiên không phải người hiền lành chỉ là hắn bị chính mình mang về có chỗ tốt gì chẳng lẽ hắn luẩn quẩn trong lòng muốn bị hắn lão tử ấn trên mặt đất rút cái mông ai nha đầu a à, ngươi không thể như thế bội tình bạc nghĩa mặc dù hắn ra một điểm thế nhưng hắn dáng dấp xinh đẹp a à, dạy một bài học vẫn là có thể dạy tốt Băng Phượng cũng không tin Chỉ hề hoàn toàn không biết hắn. Trần Chính đối một cá nhân xa lạ, không phải như vậy cảm giác. Nàng càng giống như là ở trốn tránh, hoặc có lẽ là trí khí. Chỉ hề sững sờ, thần mã gọi bội tình bạc nghĩa, nàng rõ ràng không có được không? Cái gì gọi là mặc dù ra một điểm, thế nhưng dáng dấp xinh đẹp a, à, dáng dấp xinh đẹp không nổi a, à, dáng dấp xinh đẹp mắc mớ gì tới ngươi a? À. Từ lão đầu, Chỉ hề tàn bạo khoét Băng Phượng liếc mắt băng phượng chỉ coi nàng là bị vạch trần lòng mang oán hận cười vui vẻ hơn tiểu công tử ngươi tên là gì a à? ngươi là làm sao bà chúng ta lấy nhà đầu chết tiệt kia cho lừa gạt tới tay a à? ngươi tốt ta gọi huyền đồng ta không có lừa nàng là chính nàng yêu thương nhung nhớ chấm 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 chỉ hề tàn bạo chừng huyền đồng liếc mắt nàng nói tao niên ngươi dùng sai từ cái gì đều yêu thương nhung nhớ lớp văn hóa không có lên được rồi khả năng đi nhưng là vừa mới là ngươi đuổi theo tới tìm ta ta nói không sai chứ huyền đồng hai tay mở ra vẻ mặt vô tội ta tìm lộn người được rồi tiền bối nàng không nhận nợ ta cũng hết cách rồi vậy ta không thể làm gì khác hơn là chính mình đi huyền đồng tội nghiệp hướng phía băng phượng liếc mắt nhìn cái này vừa nhìn hiển nhiên chính là đang tìm băng phượng xin giúp đỡ dáng dấp đẹp mắt như vậy một vấn đề thiếu niên dễ dàng nhất dẫn tới người khác quan tâm tâm cùng trợ giúp tâm để cho người ta đặc biệt mong muốn dìu hắn một thanh giúp hắn đi lên chính đảo không còn tùy tiện tai họa thiên hạ băng phượng quả nhiên chúng chiêu hắn vừa quay đầu lại liền ngăn lại chỉ hề hắn nói người nếu là thật như thế bội tình bạc nghĩa vậy ta liền không đi không đi ngươi nghĩ làm gì chỉ hề phản vấn ta theo lấy ngươi a à, ngươi theo ta có ích lợi gì ta cũng sẽ không đối ngươi phụ trách ta có thể mang theo hắn theo ngươi a à. chỉ hề ngẩng đầu nhìn huyền đồng liếc mắt chỉ thấy hắn cười đến vô cùng tươi đẹp bên khóe miệng còn lộ ra một cổ tà mị khí tức để cho người ta không khỏi tâm thần nhoáng lên một cái hai cái, coi như trọng sinh cũng đều không phải cái gì tốt hồ lộng. Thường lăng như vậy, Huyền Đồng cũng là như vậy, chỉ hề rất tâm bỏ vào. Được rồi, ta mang theo hắn, ngươi có thể đi. Ngươi đổi ý làm sao bây giờ?" Băng Phượng hỏi. "Nếu không ngươi cũng theo, về sau ba người chúng ta đi." Người một ông già, mỗi ngày ở nơi này phát quang chiếu sáng, ngươi hảo ý nghĩ. Cái này hồi đổi thành Băng Phượng bị nghẹn vậy thì tốt ta đi tùy thời tới kiểm tra ngươi có phải hay không bội tình bạc nghĩa băng phượng dứt lời còn từ trên người rút ra một cây lông vũ đưa nó cho huyền đồng nàng muốn là khi dễ ngươi ngươi liền đối cái này lông vũ rót vào pháp lực đồng thời nói cho ta biết địa chỉ ta lập tức tới ngay huyền đồng cảm kích gật đầu cười đến một bộ thiên chân khả ái dáng vẻ thực sự là mắt sáng băng phượng bay đi thời điểm huyền đồng còn đặc biệt cao hứng với hắn vẫy tay từ biệt chỉ hề đứng tại chỗ trùng điệp thở dài một hơi. Vừa mới đưa đi một cái phiền phức kết quả lại nghênh đón một cái vô cùng vô tận phiền phức. phảng phất nàng nhân sinh tất cả đều là hãm hại, người khác là đi đường. Nàng là từ một cái hố hướng đi một cái khác hãm hại. Cành 2512, tiểu nhược thụ vs lão tài xế 69. Chứng kiến chỉ hề, huyền đồng khẽ cười đi tới, bày ra một bộ người hiền lành dáng vẻ. Thế nhưng hắn là ai, chỉ hề hội không rõ ràng nói đi tại sao muốn theo ta chỉ hề nhìn lấy huyền đồng chờ lấy hắn nói thật hắn như thế cố sức lưu lại không có mục nàng vậy mới không tin người thật giống như rất hiểu ta giải a à, người lão tử mỗi ngày mắng ngươi nghe được lỗ tai đều muốn ra cái kén có thể không hiểu ta nói không phải cái này huyền đồng giống như cười mà không phải cười nhìn lấy chỉ hề hai con mắt màu tím bên trong ba quang lưu truyền cái kia nếu không thì cái nào chỉ hề chỉ coi làm không hiểu được trên tay ngươi có ta khí tức là ta tại đạo bảo thời điểm lưu lại, cho nên ngươi gặp qua phụ hoàng ta, đúng không? Đúng, đã ngươi gặp phụ hoàng ta, bắt ta khí tức nhất định là chuyên tới tìm ta, đúng không? Đúng, đã như vậy, vậy ngươi vì sao tại nhìn thấy ta đầu tiên mắt, không phải đem ta tóm lại cho ta phụ hoàng, mà là xoay người rời đi đâu? Đối mặt huyền đồng một câu lại một câu chất vấn, chỉ hề cảm giác mình như là bị từng bước ép sát đến trong góc không chỗ có thể trốn huyền đồng vẫn là như vậy thông minh một điểm một giọt chi tiết hắn nhìn ở trong mắt là có thể tính ở trong lòng nàng biết rõ huyền đồng cũng muốn hỏi là cái gì hắn có cảm giác cũng đang hoài nghi mình thân thế hơn nữa nàng là toàn bộ thế gian duy nhất một cái còn biết hắn thân thế người trăm vạn năm trước dị tộc cùng lục giới đại chiến coi như dị tộc thần bí nhất cái kia vương hắn mọi người đều biết nhưng hắn tên hắn tướng mạo cũng chỉ có nàng biết rõ chỉ có nàng biết rõ hắn là huyền đồng mà không phải người khác thật là nàng không thể nói cho hắn biết nàng không muốn hắn sống lại một đời còn muốn gánh vác đi qua ký ức bây giờ làm cái hỗn thế tiểu ma vương cũng không cái gì không tốt chí ít sẽ không bị phỉ nhổ sẽ không bị tràn ngập cừu hận xem như là không buồn không lo không nói lời nào hay là muốn hư cấu cái gì lấy cớ không có người biết người nói xạo thời điểm tất cả đều viết lên mặt không biết được rồi, ngươi không nói, vậy ta chỉ có thể tiếp tục cùng lấy ngươi. Vậy ngươi liền đi theo tốt, ta muốn đi thiên cung. Đi gặp nhà ngươi phụ hoàng đi, cùng đi, khác biệt chuồn mất. Chỉ hề rất lời, điểm mùi chân một cái bay lên. Huyền đồng thật đúng là theo ở phía sau, xem ra hắn là không sợ thiên đế. Hắn không nguyện ý thấy, chỉ là hắn tính cách nguyên nhân. Cũng không phải là sợ gia trường. Hai người một chỗ ở giữa không trung bay, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì. Làm chỉ hề cho rằng yên lặng hội từ bắt đầu đến kết thúc thời điểm, Huyền Đồng mở miệng. Mấy năm nay, ta một mực tại tìm một vật." Chỉ hề ngẩn ra, thằng nhãi này khắp nơi đi người ta trong nhà xoay loạn chính là vì tìm đồ. Tìm cái gì?" "Đó là thuộc về ta, đánh rơi đồ vật ta không biết là cái gì, thế nhưng không có nó, ta cũng không hoàn chỉnh." Nghe nói như thế, chỉ hề thần sắc cứng đờ. Nàng biết rõ hắn đang tìm cái gì, Luân hồi Hắc Đồng thuộc về hắn, trời sinh dị đồng mà luân hồi hắc đồng, thật không may, ở trên người nàng. Đại chiến sau khi chấm dứt, luân hồi hắc đồng cùng diệt thế một chỗ lưu ở trên người nàng. Mà ta tại nhìn thấy ngươi trong nháy mắt đó, ta ở trên thân thể ngươi cảm thụ được ta khí tức cho nên ta nghĩ, ngươi nên biết cái gì. Cũng hoặc là nói, ta muốn tìm đồ, ở trên thân thể ngươi. Nhiều năm như vậy, ta đều đang tìm kiếm một đáp án, nếu như ta tìm không được ta sẽ không bỏ qua. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. chương 2513 tiểu nhược thủ vs lão tài xế 70. Nghe được huyền đồng lời nói, chỉ hề trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nếu như, luân hồi hắc đồng trả lại hắn, hắn nhất định là có thể nhớ lại tất cả mọi chuyện. Một khi nhớ lại, nàng không xác định hắn sẽ như thế nào. Tựa như nàng đến nay cũng không có đem diệt thế trả lại cho thương lăng một dạng. Nàng không xác định làm như vậy có đúng hay không, thế nhưng hai thứ đồ này, một khi vật quy nguyên chủ sẽ phát sinh cái gì, nàng thật không có biện pháp dự liệu. Thiên thần còn tồn tại hay không? Bọn hắn còn có thể hay không một lần nữa dung hợp? Nàng không xác định cũng không dám đi cược, như vậy duy trì hiện hữu trạng thái có thể mới là tốt nhất. Trên người ta có ngươi khí tức chỉ là bởi vì ta tại phụ hoàng ngươi nơi đó muốn một đoàn ngươi lưu lại. Nếu như nói, ngươi chỉ bằng vào điểm này liền ỷ lại vào ta, vậy ta không lời nào để nói. Huyền Đồng, ngươi qua được không vui sao? Vì sao nhất định phải tìm vậy rất có thể là giả dối không có thật đồ đâu. Huyền đồng ngước mắt lên con mắt thật sâu xem chỉ hề liếc mắt. Hắn cặp con mắt kia từ trước đến nay so đại hoang hải còn muốn sâu. Cho dù bên trong gió nổi mây phun, nàng cũng không cách nào thấy rõ hắn cảm xúc. Hài lòng cùng không vui, ta cũng không biết. Thế nhưng thiếu, liền muốn tìm trở về, không phải sao. Có lẽ có thời điểm khuyết điểm là tốt nhất an bài đâu chỉ hề tiểu mỹ nhân, nếu như ngươi là tới khuyên ta không muốn quấn quýt lấy ngươi lời nói, vậy ngươi thật có thể buông tha. Huyền đồng chẳng hề để ý khẽ cười. Người quả thực so với ta phụ hoàng biết ăn nói, bất quá ta từ trước đến nay không nghe. Chỉ hề cũng theo khẽ cười, huyền đồng là ai, hội nghe mới là lạ. Nàng xem liếc mắt trước mắt chính là thiên cung. Nàng hướng phía huyền đồng vươn tay thiên cung phải đến, bà đông cực thanh hoa đại đế bảo bối giao cho ta, ta đi giúp ngươi trả đỡ. phải ngươi nhìn thấy thiên đế cũng bị chộp tới rút gân lột ra. Huyền đồng cười rộ lên, hắn vươn tay bắt lại chỉ hề tay, không tiếp tục buông ra, chỉ hề sững sờ khẩn trương rút tay về được. nhưng mà Huyền đồng tóm đến chặt hơn. thằng nhóc con, ngươi muốn làm cái gì? đùa giỡn ngươi a? À. chỉ hề trong mắt hơi híp một đạo pháp lực hướng phía Huyền đồng đưa qua nàng dự định mạnh mẽ bà huyền đồng trên người, đồng cực thanh hoa đại đế bảo bối cho cướp về. Tên tiểu tử thúi này, không ăn quả đắng, vĩnh viễn cho là hắn chính mình vô địch thiên hạ. Hắn có thể đánh được thiên đế, thế nhưng xác định vững chắc đánh không lại nàng. Hơn nữa, trước đó người nào đó là thế nào ỷ vào pháp lực mình cao cường, bức bách chính mình, giam cầm chính mình. Vừa lúc bút chướng này trước cho tính, chỉ hề nghĩ như vậy, đưa đi pháp lực vừa nặng vài phần huyền đồng bị nàng pháp thuật xâm lấn, sắc mặt trắng nhợt. Hắn không nghĩ tới, nàng xem ra tuổi còn trẻ, pháp lực thật không ngờ thâm hậu. Mắt thấy đông cực thanh hoa đại đế đồ vật lập tức phải bị cướp trở về, huyền đồng khóe miệng bỗng nhiên câu dẫn lên. Lộ ra một cái rảo hoạt lại ta tính nụ cười. Chứng kiến cái nụ cười này, chỉ hề thần sắc cứng đờ, nàng biết rõ, thằng nhãi này lại muốn làm chuyện xấu. Nàng còn không tới kịp làm những gì, chỉ nghe một đạo thê lương thanh âm truyền đến người cứu mạng a à. vô lệ a à. người đừng qua đây không muốn tìm tòi ta ta còn nhỏ người không thể như thế bụng đói ăn quàng a à. huyền đồng như thế vừa hô toàn bộ thiên cung đều nghe gặp nháy mắt sau đó trong thiên cung người có thể bay lên liền bay lên vây xem không thể bay lên liền ngẩng đầu vây xem hầu như tất cả mọi người đồng loạt hướng phía bọn hắn nhìn qua càng đáng sợ hơn đúng tiên đế cái kia không đáng tin cậy ra hòa cũng tại không phải chứ chiến tranh cũng không có tập hợp được như vậy nhanh chóng chỉnh tề, hô cái vô lễ nhiều người như vậy vây xem. Cành 2514, tiểu nhược thụ vs lão tài xế 7 một chỉ hề sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi. So với nàng càng khó coi còn có, cái kia chính là thiên đế sắc mặt. Cái kia sắc mặt từ khiếp sợ đến khó có thể tin, lại từ đau lòng nhức óc đến thế phong nhật hạ, không ngừng mà biến hóa, quả thực có thể cấu thành một bước đặc sắc đại kịch. Thật không biết, trong đầu hắn đều giả trang chút gì người bình thường đều biết nàng tuổi đã cao, tại sao sẽ ở nhà bọn họ miệng vô lễ con của hắn. Nhưng mà, hắn chính là như thế muốn. Tôn chủ đại nhân, dưới ban ngày ban mặt, vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, muốn tiết chế a à. Thiên đế nghẹn nửa ngày tận tình khuyên bảo mới khuyên một câu như vậy. Chỉ hề rút rút khóe miệng, nàng hận không thể hiện tại liền đi bà thiên đế cái đầu cho móc ra, phơi một chút. Ngươi nói bậy cái gì? Hắn là con trai ngươi. Ta mang cho ngươi trở về. Thiên đế sững sờ, hắn kinh ngạc nhìn lấy huyền đồng. Biểu tình kia giống như là đang nói, nguyên lai like đây là hắn cái kia suốt ngày gây họa sốt ruột nhi tử A. À. Chỉ hề nội tâm có chút tan vỡ. Nhà mình nhi tử đều nhận không ra, còn muốn nàng một ngoại nhân chỉ giáo, cũng thật là không có ai. Nhưng mà càng làm chỉ hề tâm bỏ vào đúng, thiên đế xem cả buổi sau đó, vang ra một câu nói. Nguyên lai like đây chính là con trai ta A, à, dáng dấp rất đẹp, giống ta. Chấm chấm chỉ hề suýt chút nữa không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài, dáng dấp xinh đẹp không sai, nhưng nơi nào giống như ngươi? Huyền Đồng dung mạo là chính bản thân hắn, căn bản cũng không có ngươi bất luận cái gì di truyền được không? Thiên đế ngươi là lão thì a à vẫn là tự tin quá mức, còn có sốt ruột nhiều năm như vậy, cho ngươi tìm trở về, ngươi dĩ nhiên nói cái này. Chẳng lẽ không phải đưa cái này hùng hài từ trói trở về rút mấy trận cái mông để tiết mối hận trong lòng sao? Này thiên đế não mạch đóng, vì sao thần kỳ như vậy? Chỉ hề có chút chịu không được. Nàng phải ly khai, nàng không muốn cùng những thứ này kẻ ngu si làm bạn. Dường như chứng kiến chỉ hề biểu tình, huyền đồng nụ cười trên mặt càng sâu. Khóe môi câu dẫn ra, mang theo cái kia lau một cái đặc biệt cười chào phúng dung. phảng phất đang nhìn cái gì hàng năm vở kịch chỉ hề tàn bạo khoét huyền đồng liếc mắt giữa lúc nàng phải ly khai cái chỗ này, cự tuyệt cùng kẻ ngu si làm bạn thời điểm, một đạo tiếng kêu sợ hãi từ phía sau truyền đến. Từ mệnh, lâu như vậy tới nay, người cũng không có xuất hiện, quả nhiên là có tân hoan. Chỉ hề vừa quay đầu, liền thấy vẻ mặt kinh ngạc lại khó có thể tin vọng thư. Cùng với vọng thư bên cạnh nghiêm trang cửu thiên, chỉ hề rút rút khóe miệng càng là sợ cái gì thì càng tới cái gì nàng chỉ là muốn im lặng bà Huyền đồng trả lại sau đó bỏ trốn mất dạng nàng cũng không muốn làm mọi người đều biết a à. nàng làm người điệu thấp như vậy vì sao gặp phải sự tình đều cao điệu như vậy còn có các nàng tại phía xa thần giới làm sao lại bỗng nhiên đến tiên giới tới hơn nữa vọng thư nói thời điểm dùng quả nhiên hai chữ rất hiển nhiên là nghe được cái gì lưu ngôn phỉ ngữ có thể thần giới tản lưu ngôn phỉ ngữ trừ băng phượng còn có ai Lão già đáng chết kia, dĩ nhiên cũng như vậy bát quái miệng rộng. Chỉ hề dường như tại chỗ nổ mạnh, kết thúc cái này lúng túng lại sai lầm một màn. Không nên hiểu lầm, hắn là thiên đế nhi tử, ta chỉ là giúp thiên đế đem hắn cho bắt trở lại, không hơn. Ta biết, vọng thư cười gian nói, băng phượng tiền bối đều nói. Băng phượng quả thực đều nói, thế nhưng, chỉ hề vẻ mặt tan vỡ còn mang theo vài phần sinh không thể yêu. Nàng cắn răng một cái xoay người, đối Thiên đế nói, "Thiên đế, nhi tử trả lại cho ngươi. Chính ngươi quản tốt đến, nhớ kỹ, lần này giúp ngươi, ngươi thiếu nợ ta mười người tình." Đánh giá điểm 9.10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vắt tơ. Chương 2515, tiểu nhược thủ vs lão tài xế 72. Thiên đế sững sờ, hắn chứng kiến chỉ hề muốn đi, có chút lo lắng tôn chủ đại nhân, mười người tình ta trả không nổi, cầm nhi tử gán nợ được chưa? Ta đem hắn để cho ngươi, ngươi mang đi, không cần khách khí với ta. Chỉ hề trường lớn hai mắt, cái này chết thiên đế, trong đầu đều giả trang cái gì? Nàng dùng mười người tình, đổi một cái phiền phức, kẻ ngu si cũng sẽ không thành giao a, à, chính mình nợ nhân tình. Cầm nhi tử gán nợ, nàng khí hậu đều không phục liền phục thiên đế. Não mạch đóng vô cùng thanh kỳ chỉ hề cười lạnh một tiếng, đang muốn phản bác thiên đế, tiện thể đánh mặt thời điểm, một giọng nói đánh vỡ nàng sở hữu kế hoạch, ế hồi nàng sở hữu lời nói. Phụ trái từ hoàn, thiên kinh địa nghĩa, phụ hoàng, khác biệt, không cần tưởng niệm ta, chấm chấm chấm. Chỉ hề cảm thấy thế gian này thượng sở hữu hãm hại, đều tới nàng cái này thả a à, huyền đồng tiểu bằng hữu người rất lợi hại. Nhưng vào lúc này, thiên đế hít sâu một hơi, nghẹn hai mắt lệ quang phụ hoàng thật có lỗi ngươi, phụ hoàng cũng không nỡ bỏ ngươi, nhưng phụ hoàng tin tưởng tôn chủ hội đối xử tử tế ngươi. Yên tâm đi phụ hoàng, ta sẽ chiếu cố thật tốt chính mình. Cũng sẽ hảo hảo hầu hạ tôn chủ, ngài không cần lo lắng ta. Hài tử, phụ hoàng, chỉ hề. Hai vị ảnh đế, cái này hí thuyết bão liền bão, bắt chuyện đều không mang theo đánh một chút. Bỗng nhiên liền diễn lên phụ tử tình thâm, khó bỏ khó phân nàng hiện tại chẳng những phải gánh huyền đồng như thế một con gấu con gánh nặng còn có tiếp thu người khác đối nàng chia rẽ phụ tử chỉ trích chứng kiến xung quanh vây xem mắt người thần nàng hận không thể hiện tại liền đem huyền đồng bỏ vào trở về cho thiên đế chỉ hề mặt đen người chớ theo ta ta không cần ngươi hồi phụ hoàng ngươi nơi đó đi ngươi đừng nói nói lẫy được không ta chính là lại không nỡ phụ hoàng cũng sẽ đi theo ngươi huyền đồng cái kia một đôi xinh đẹp sâu trong mắt màu tím ánh mắt sáng quắc nhìn lấy nàng dạng như vậy, giống như là một con bị ném bò tiểu bạch thỏ tội nghiệp. Chỉ hề một hơi thở ngăn ở trong lòng, sắp phá hỏng nàng. Huyền đồng, dĩ nhiên cùng với nàng giả bộ đáng thương. Huyền đồng, hắn có cái gì tư cách ở trước mặt nàng giả bộ đáng thương? Muốn nói thương cảm, từ trước hắn dằn vặt nàng thời điểm, nàng mới có thể thương được không? Nàng còn không có giả trang đâu, huyền đồng mà bắt đầu bão hí. Cái này hùng hài tử, bụng đen làm trò còn nhiều hơn, chịu không được thật chịu không được thấy như vậy một màn vọng thư cùng cửu thiên cũng theo bay tới thôi tư mệnh ngươi a vẫn là hảo hảo giải quyết giữa các ngươi vấn đề đi cửu thiên nói đúng vậy nhiều năm như vậy chứng kiến ngươi rốt cục quên quá khứ đi ra lo lắng một lần nữa sinh hoạt chúng ta đều rất mừng thay cho ngươi vọng thư nói có thể nàng không cao hứng a chỉ hề than nhẹ một tiếng thật nhiều năm như vậy ta chưa từng xuất hiện, cũng không đại biểu ta qua được rất lo lắng a. À, nàng dạo chơi tứ hải, xem thoại bản, ăn mứt quả ghim thành sâu, nhân chứng thế gian hưng suy vinh nhục. Nhìn thấu thế gian bách thái luân hồi, nàng cảm thấy nàng tâm tính tốt. Cũng không có bọn hắn cho rằng như thế, mất đi thương lăng, chẳng khác nào cho mình xử tử hình, sau đó mỗi ngày đều đang chờ chết. Tốt tư mệnh đừng nói, nói chung, chứng kiến ngươi tân hoan. Chúng ta đều rất cao hứng, Vọng thư nháy nháy mắt, mặc dù tuổi còn nhỏ điểm, thế nhưng ở tại thần giới, tuổi tác cho tới bây giờ đều không là vấn đề. Tốt, ta cũng đừng quấy rối hai người bọn họ thế giới bồi dưỡng cảm tình. Rút lui đi, Cửu Thiên vỗ vỗ Vọng thư bả vai. Được rồi, trước cho các ngươi chút thời gian, nhưng nhớ kỹ không nên quá lâu, dẫn hắn về thần giới, chính thức dẫn tiến cho chúng ta nha. Cành 2516, Tiểu nhược thụ versus lão tài xế 73 Vọng thư sau khi thông báo xong, cùng Cửu Thiên hai người song song đứng. Đi thôi, chúng ta tống biệt các ngươi." Chỉ hề rút rút khóe miệng, đây là muốn nhìn lấy nàng mang Huyền Đồng ly khai mới cam tâm. "Phụ hoàng cũng tống biệt ngươi." Thiên đế kiên định đứng ở Cửu Thiên cùng vọng thư phía bên nào. Chỉ hề hiện tại đã nghĩ hành hung thiên đế một trận, phiền phức đưa đi, còn giả trang không bỏ. Nhưng vào lúc này, Huyền Đồng giật nhẹ Chỉ hề góc áo, cái kia thần sắc tựa hồ tại cầu hòa. Chỉ hề hít sâu một hơi, đau lòng nhức óc, nàng cũng không hiểu vì sao nàng nhận thức người không có một cái là đáng tin nàng mang theo huyền đồng có thể đi đâu cũng không thể dẫn hắn đi gặp thương lăng a xuất môn một chuyến lại mang một cái trở về thương lăng muốn thế nào muốn một cái đã đủ tâm bỏ vào hai cái cùng một chỗ chẳng phải là muốn tạc một đen một trắng vẫn là một đôi vương tạc chỉ hề than nhẹ một tiếng điểm mùi chân một cái bay đi huyền đồng đi theo nàng phía sau cũng một chỗ bay đi Trước khi đi, huyền đồng còn hướng lấy người sau lưng vẫy tay từ biệt trong mắt còn mang theo cảm kích. Chỉ hề cảm thấy huyền đồng muốn là đặt ở hiện đại ảnh đế phi hắn không còn ai khác. Giờ tay nhấc chân đều là làm trò. Chỉ hề mang theo huyền đồng một đường bay xa, sau đó lại nhiễu một vòng, lúc trước bắt được huyền đồng địa phương dừng lại. Quanh đi quẩn lại, lại trở về cái chỗ này. Sớm biết như vậy, nàng cũng không cần tự cho là thông minh, mưu toan cầm huyền đồng trở thành thương lăng đi trận băng phượng miệng có thể nàng lúc đó làm sao có thể ngờ tới, cái này Hùng hài tử chính là Huyền Đồng đâu. Cái này hồi đổi thành chỉ hề ngồi ở bờ sông, hai tay chống lấy cái cằm, vẻ mặt xinh không thể yêu. Nàng còn chưa nghĩ ra muốn thế nào an trí Huyền Đồng. Lúc này, Huyền Đồng cũng tại nàng bên cạnh ngồi xuống, không giống với nàng phiền muộn, hắn ngược lại là ung dung tự tại cực kỳ. Trước khi trọng sinh, hắn dùng tận sở hữu thủ đoạn đưa nàng lưu ở bên cạnh hắn sau khi sống lại hắn dùng tận sở hữu vai diễn đem chính mình ở lại bên người nàng nghiệt duyên a à, chỉ hề than nhẹ vận mệnh luân truyền duyên phận chưa hết trọng sinh một đời cũng không thể vẫn là một dạng kết cục a à. người thật giống như rất đáng ghét ta huyền đồng bỗng nhiên mở miệng hỏi nghe được thanh âm này chỉ hề ngần ra phảng phất trở lại 10 tỷ năm trước hắn đối nàng nói không muốn giống như người khác như thế chán ghét ta xa cách ta ghét bỏ ta Ta không có chán ghét ngươi. Vậy ngươi vì sao không nguyện ý mang theo ta? Vậy ngươi tại sao muốn theo ta? Ngươi từ một người trước yêu đi đâu liền đi đó, không phải rất tốt sao? Cái này hồi đổi Huyền Đồng yên lặng, hắn dường như rất nghiêm túc đang suy nghĩ gì. Cũng là bởi vì ngươi tin tưởng vững chắc tại trên người ta, có ngươi đánh rơi đồ vật. Dường như cũng không phải, chỉ hề ngẩn ra, cái loại cảm giác này rất khó miêu tả, gặp phải trước ngươi Ta một mực tại bất an tìm kiếm thuộc về ta, đánh rơi đồ vật. Ta luôn cảm giác mình là không hoàn chỉnh, phiêu hốt bất định, một chút cũng không có. Thật là gặp phải ngươi sau đó, một loại khó diễn tả được yên ổn cảm giác tại tâm trạng của ta hiện lên. Đó là đi qua 10 năm qua đều không có cảm giác. Ta cũng không biết vì sao, giống như là trôi hồi lâu lục bình, đột nhiên tìm được một cái có thể dựa vào một chút đá ngầm, suy nghĩ nhiều đợi một hồi. Có thể chứ, chỉ hề trong lòng lập tức đủ loại cảm giác dạng này cảm giác nàng tin tưởng không chỉ là lần này. Bao quát 10 tỷ năm trước nàng đem huyền đồng phong ấn cởi ra một lần kia cũng là như vậy đi. Đây mới là trong lòng hắn nhất chân thực cảm giác, cho nên hắn một mực cũng không muốn buông tay. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vớt tơ. mười 2517 Tiểu Nhược Thủ vs Lão Tài Xế 74 dùng hết sở hữu thủ đoạn chính là hy vọng nàng một quả này có thể để trong lòng hắn yên ổn đá ngầm vĩnh viễn lưu ở bên cạnh hắn những lời này trước khi trọng sinh huyền đồng chưa từng có nói qua hắn cảm tình giấu so với ai khác đều sâu có thể bất quá chỉ có thể một hồi huyền đồng khẽ cười hắn nói ngươi thật đúng là keo kiệt ta phụ trái tử hoàn bị phụ hoàng ta để cho ngươi một hồi làm sao đủ ngươi muốn là về sau theo ta liền không thể đi tìm ngươi đánh rơi đồ vật ngươi không muốn sao huyền đồng nụ cười trên mặt dần dần thu hắn lại trầm mặc hắn thật cũng không rõ ràng hắn muốn đến cùng là cái gì hai người liền trầm mặc như vậy tốt trong nháy mắt huyền đồng lại mở miệng ngươi là thật rất chú ý ta theo lấy ngươi nghe nói như thế chỉ hề ngẩn ra vấn đề này nàng phải trả lời thế nào nàng không muốn thương tổn huyền đồng không muốn cho hắn một loại nàng ghét bỏ hắn chán ghét hắn cự tiệt hắn cảm giác thật là nàng quả thực lại không thể lại cùng huyền đồng tiếp tục có cái gì vướng víu nàng hiện tại không biết huyền đồng cùng thương lăng đến cùng là cái gì tình huống, thiên thần còn tồn tại hay không? Nếu như bọn hắn lần nữa gặp phải, tại song phương cũng không có ký ức tình huống dưới, có thể hay không lại một lần nữa bị dung hợp. Cho nên, nàng là không dám mang nhường huyền đồng cùng thương lăng gặp mặt. Huyền đồng, người bây giờ niên kỳ còn nhỏ, mới 10 tuổi. Cho nên, ngươi chỉ là ghét bỏ ta tiểu. Huyền đồng khẽ cười, cặp kia sâu trong mắt màu tím bên trong lại vô cùng thâm thúy. Đúng vậy, ta ghét bỏ ngươi nhỏ, cũng ghét bỏ ngươi tu vi thấp, cho nên không muốn mang lấy ngươi cản trở. Chúng ta làm cái ước định cẩn thận không tốt." Huyền Đồng chân mày hơi cau lại, chờ lấy nàng nói đi xuống. "Ngươi bây giờ còn là một cái tiên, chờ ngươi tu thành thần, chờ ngươi lớn lên, nếu như chúng ta còn có duyên gặp lại, ta trở lại với ngươi thảo luận, ngươi có thể không thể theo ta vấn đề." Huyền Đồng trong tròng mắt hiện lên vài tia cảm xúc cuối cùng tất cả đều thu liễm. Hắn giơ tay lên, đưa ra chính mình ngón tay út Vậy thì ngoéo tay, một lời đã định, chúng ta duyên phận chưa hết, ta nhất định sẽ tìm lại được ngươi. Ngoéo tay, một lời đã định, chỉ hề đưa ra ngón tay út cùng huyền đồng móc tại một chỗ. Nhìn lấy hai cái quấn quyết cùng một chỗ ngón tay, định ra cái này không biết kỳ hạn ước định, chỉ hề còn có chút ngẩn ngơ. Lấy huyền đồng thiên phú, hắn thành thần, nhiều lắm 10 năm. Nàng có thời gian 10 năm, đi chuẩn bị, đi làm quyết định, suy nghĩ thật là có nên hay không bà luân hồi hắc đồng trả lại hắn lại hoặc là nhường hắn tiếp tục qua lấy ung dung đơn giản thời gian. Hai cái ngón tay út buông ra đến, huyền đồng đứng lên. Được rồi, ta biết ngươi đối với ta thật không có ác ý, ngươi cũng không có chán ghét ta. Lần này, tự ta ly khai đi, đỡ phải ngươi lại nên vì khó. Chờ lấy ta ta sẽ trở về tìm ngươi. Huyền đồng làm bộ làm tịch cùng chỉ hề nói lời từ biệt. Chỉ hề lại khẽ cười. Liền ngươi làm trò nhiều. Ta nghiêm túc xong rồi đi ngươi cái dạng gì ta sẽ không rõ ràng xem ra ngươi rất hiểu ta huyền đồng phản vấn nhớ kỹ ước định nhớ kỹ ngươi đừng không có tim không có phổi quên liền tốt huyền đồng thoại âm rơi xuống điểm mùi chân một cái gọn gàng bay đi nhìn lấy hắn ly khai bóng lưng chỉ hề than nhẹ một tiếng chỉ mong cái này thời gian mấy năm có thể làm cho hắn có thu hoạch cùng lắng đọng huyền đồng sau khi rời khỏi nàng xoay người hướng phía hãn hải mê lâm bay qua vừa đi chính là như vậy nhiều ngày, cũng không biết thương lăng hiện tại thế nào. Trong chớp mắt chỉ hề liền trở lại hãn hải mê lâm bên trong. Nàng vừa mới bước vào mê lâm thời điểm, bỗng nhiên phát giác những thứ này tất cả dĩ nhiên có thay đổi. Cành 2518 tiểu nhược thụ vs lão tài xế 75 nguyên bản xương mù mưa lất phất hãn hải mê lâm lập tức biến thành tỏa ra ánh sáng lung linh quang sắc hải dương. Sương mù không thấy, hãn hải mê lâm bên trong cây cỏ đều tản ra nồng nặc tiên linh khí nếu không phải xác định nơi này chính là hãn hải mê lâm nàng nhất định sẽ cho là mình đi nhầm địa phương bên con đường nhỏ bên trên nở đầy thất thải hoa nhi hoa nhi bên cạnh mọc đầy nồng đậm thụ thường thường còn sẽ có con thỏ từ trong bụi cỏ nhảy ra nháy mắt liền lại nhảy vào trong bụi cỏ chỉ hề thán phục tại hãn hải mê lâm biến hóa nàng mới rời khỏi vài ngày a à. làm sao lập tức trở nên như thế khác biệt từ trước nơi này là lo lắng khốn cảnh Bây giờ, nơi đây phảng phất linh quang tiên cảnh, tức giận hơi thở, còn có linh khí nồng nặc không ngừng ở chỗ này luân chuyển lấy. Nàng đi nhanh đến Hãn Hải Mê Lâm bên trong, đi tìm Thương Lăng thân ảnh. Hãn Hải Mê Lâm vốn chính là Thương Lăng chính mình bố, có thể đổi thành dạng này cũng nhất định là tay hắn bút. Nàng tại thảo trường oanh phi Hãn Hải Mê Lâm đi vào trong một vòng, đều không có tìm được Thương Lăng cái bóng. Trong lòng nàng có chút lo lắng, nàng biết rõ lần này chính mình đi thời gian hơi dài bà thương lăng một cá nhân bỏ ở nơi này cũng không biết hắn hội sẽ không xảy ra chuyện gì nghĩ như vậy nàng liền càng thêm sốt ruột tìm ra được chỉ tiểu hề nghe thấy một tiếng hô hoán chỉ hề đại thở dài một hơi nàng xoay người chỉ thấy một bộ bạch y thương lăng đứng ở sau lưng nàng mặt mày bình thản nhìn lấy nàng ngươi đi đâu ta tại phía sau ngươi ngươi một mực đi theo ta phía sau vậy ngươi vì sao không sớm một chút gọi ta ngươi biết ta rất lo lắng ngươi sao biết rõ vậy ngươi còn không rên một tiếng xem ta vẻ mặt sốt ruột dáng vẻ chỉ hề hung hăng chừng thương lăng liếc mắt tràn đầy trách cứ ừm ta chính là muốn nhìn chỉ hề ngẩn ra nàng luôn cảm thấy thương lăng đang cùng nàng giận dỗi cũng bởi vì nàng không rên một tiếng ly khai chừng mấy ngày ngươi tại tức giận ta chỉ là muốn biết rõ ngươi lúc không thấy sau khi ta lo lắng như vậy ngươi như vậy không thấy ta thời điểm ngươi có thể hay không cũng lo lắng ta thương lăng thanh âm rất nhẹ, cũng rất nhạt, nhưng Chỉ Hề vẫn có thể nghe ra hắn trong giọng nói mang theo tiểu tính khí. Vậy ngươi đều nhìn thấy? Chỉ Hề trong lòng buông lỏng, hội náo tiểu tính khí, nói rõ không có chuyện gì lớn. Bất quá, Chỉ Hề chợt phát hiện, hội náo tiểu tính khí thương lăng, so với từ trước cái kia lạnh như băng, ngược lại là còn có nhân tình vị một ít. Nhìn thấy, ngây thơ, cùng một hài tử giống như, ta vốn chính là hài tử a, ta mới 10 tuổi chứng kiến thương lăng không chút nào che lấp thừa nhận chỉ hề không khỏi bất đắc dĩ cười nàng tiến lên hai bước ôm thương lăng hảo hài tử đừng làm rộn cho ngươi cái ôm một cái ngoan nha ưa thích nơi đây sao thương lăng đột nhiên hỏi chỉ hề sững sờ nàng còn tưởng rằng thương lăng sẽ hỏi nàng vì sao chính mình đối nơi đây quen thuộc như thế lại có thể đơn giản cải biến nơi đây tất cả ưa thích a à, rất đẹp sinh cơ bừng bừng tiên linh chi địa vậy ngươi ở lại chỗ này theo ta có được hay không Nghe nói như thế, chỉ hề lại là ngẩn ra. Thương lăng quyết định này rất quỷ dị. Hắn vừa mới đến tiên giới, chẳng lẽ không phải cần phải muốn trước đi xem một cái thế giới bên ngoài sao? Huống chi, hắn lòng tràn đầy nghi vấn, lẽ nào liền không muốn cởi ra sao? Vì sao phải ở lại chỗ này? Người không muốn đi xem một chút sao? Không muốn, vậy thì tốt ta cùng ngươi ở lại chỗ này, nơi nào cũng không đi. Chỉ hề đáp ứng một tiếng,